Xin chào các thầy cô và các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với dạng thứ hai của dạng biến tích. Tức là ở đây chúng ta sẽ có một cái ô nhập, học sinh sẽ phải nhập chính xác một trong số các cái từ mà mình quy định sẵn. Ở đây mình sẽ phải nhập là hoặc là rừng hoặc là biển. Vào đây. Và khi chúng ta nhập rừng, bấm trả lời thì nó sẽ hiển thị hình ảnh ra rừng. Chúng ta nhập biển, bấm trả lời thì hiện ra hình ảnh của biển. Còn nếu như chúng ta nhập những từ khác vào ngoài hai từ này thì khi bấm trả lời nó không ra gì cả. Vậy thì chúng ta cùng nhau thực hiện cái dạng này. Đầu tiên thì tôi sẽ nhân đôi cái slide này lên và sẽ xóa hết những cái thứ này đi để làm lại từ đầu. Có thể cô sẽ nhập vẽ một cái slide như thế này. Đấy, thì cái slide này các thầy cô có thể lấy luôn ở trong mục tư liệu, các thầy cô xóa nó đi, còn chúng ta sẽ có được một slide nó có sẵn như này, các thầy cô đỡ phải chèn mất công. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau làm. Sau khi đã chèn xong các cái hình ảnh và chữ viết như thế này rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau nhập cái biến text vào. Đấy, chúng ta vào insert này, vào chỗ input và chọn data entry, chọn cái này giống hệt như cái phần làm kia đó. Mình có thể sửa chữ này là thành nhập nội dung, nhập câu trả lời. Đây. Vậy thì nó sẽ tạo ra một cái ô có dòng chữ này ở bên trong. Xong. Bây giờ mình cũng sẽ tạo ra một cái nút. Các thầy cô có thể sử dụng luôn một cái hình vẽ để làm nút cũng được. Nếu chúng ta không muốn dùng button thì hôm nay mình sẽ sử dụng luôn một cái hình vẽ để làm nút. Cũng như là bấm trả lời này. Đấy, mình có thể format cho nó, cho màu sắc cho nó phù hợp với lại cái bài của mình. Đó, vậy là chúng ta có một cái nút là nút trả lời. Ta sẽ để sửa ở đây là nút. Tất cả mọi đối tượng mình đưa vào thì chúng ta nên sửa của nó. Sửa tên của nó đi để sau này ta dễ nhận dạng. Ok. Bây giờ là đây nó là chính là cái set text entry này, đây nó là text entry 2. Ta sẽ vào cái chỗ biến này, manage project variable này. Và vào đây text entry 2 chính là cái của chúng ta sẽ có thể sửa nó thành là rừng hay biển. Ok. Trước đây mình đã tạo một cái này rồi để mình làm từ trước rồi. Đó, mình sẽ nên nó không cho làm thêm một cái cùng tên, vậy mình sửa tên là rừng hay biển 2. Ok. Đó, vậy là cái text entry này của mình nó là rừng hay biển 2. Bây giờ nhiệm vụ của mình là chúng ta sẽ phải tạo một cái trigger cho cái nút trả lời này, là nếu học sinh nhập từ rừng vào ô này thì sẽ hiển thị hai cái layer rừng và biển. Vậy thì các anh chị sẽ phải tạo thêm một cái layer mới là layer rừng, một layer mới là layer biển như thế này. Đấy. Tức là tạo thêm một layer này, sau đó chèn hình ảnh rừng vào, không để sửa nó thành rừng. Đấy. Tạo thêm một layer chèn hình ảnh biển vào. Cái này thì mình đã hướng dẫn những bài trước rồi, mình không nói lại nữa. Chúng ta sẽ có một lớp là rừng, một lớp là biển. Rồi bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là quay trở lại cái slide này, tạo cái trigger cho cái chữ trả lời này là khi mình học nhập chữ rừng vào đây thì hiển thị cái lớp rừng, và khi người học nhập chữ biển vào đây thì hiển thị lớp biển, đúng không? Bấm vào cái nút trả lời này, bấm Add Trigger. Bây giờ thì cái hành động của mình muốn làm là gì? Là hiển thị Show Layer, hiển thị cái lớp nào? Hiển thị lớp rừng. Đấy. Khi nào? Khi người học, khi từ ở đây thì sẽ phải là khi biến thay đổi. Đấy. Vậy thì ở đây khi cái biến thay đổi, đó là cái biến nào thay đổi? Cái biến rừng và biển hai này, biến cái ô này, này. À, cái ô là cái biến rừng và biển hai là thay đổi. Thay đổi như thế nào? Thì chúng ta thêm cho nó một cái điều kiện là đây là chọn variable, là khi mà cái biến rừng và biển hai có giá trị là chữ rừng. Đó. Ok, vậy thì toàn bộ cái câu lệnh của mình sẽ là hiển thị cái lớp rừng khi cái biến rừng và biển hai này thay đổi thành chữ rừng. Bấm OK. Tương tự như vậy thì ta có thể làm
Thêm một cái nữa là hiển thị lớp biển khi cái biến này chuyển thành biển. Ok. Chúng ta có thể bấm vào thêm mới hoặc có thể bấm vào copy layer, sau đó paste một cái. Như vậy thì đây ta có hai cái trigger giống hệt nhau. Mình nháy đúp vào đây. Mình chỉ cần sửa là hiển thị bây giờ không phải lớp rừng nữa mà là lớp biển. Khi cái biến này, chúng ta sẽ thay đổi cái này đi, thay đổi thành chữ biển và bấm OK. OK, vậy là xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trình chiếu this slide nào. Bây giờ người học, các bạn thấy là chỗ này nó có chữ là nhập câu trả lời ở đây không? OK, học sinh sẽ nhập vào đây. Tôi thích núi, bấm trả lời. Không trả lời. Bấm đây. Biển. Bấm đây, ra biển. OK. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong cái nút này thì chúng ta các thầy cô nên sử dụng cái button này để chèn vào đó, thì nó sẽ có nhiều cái hiệu ứng hơn. Còn nếu không thì cái nút thì chúng ta cũng nên tạo cho nó một vài cái hiệu ứng, ví dụ như là hiệu ứng hover để cho nó có một cái màu khác. Đấy, mình sẽ có thể chỉnh sửa cái nút này cho cái màu hover là màu này. Đấy, bấm done. Thì bây giờ đến lúc mình trình chiếu thì mình nhìn nó sẽ hay hơn, và chúng ta chỉ để một cái shape không, mọi người nhìn đây. Đấy. Thì khi rơi chuột lên thì nó sẽ nhìn nó hay hơn. OK. Đây là toàn bộ nội dung về biến. Vậy thì các thầy cô sẽ sử dụng các cái này như thế nào ở trong bài học của mình thì chúng ta cũng rất là đa dạng, đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng nó để làm bất kỳ những cái gì liên quan đến yêu cầu học sinh nhập một cái dòng chữ vào đó. Hy vọng là mọi người sẽ có thể ứng dụng nó tốt trong bài giảng của mình, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiếp về các loại biến khác ở những bài học sau.